bạn, hôm nay Trang chia sẻ đến cho các bạn bộ chăm sóc da mặt của nhà Silikin. Để biết được chi tiết sản phẩm như thế nào thì Trang mời các bạn cùng theo dõi hết video này của Trang nha. Chăm sóc da hàng ngày, đây là yếu tố rất quan trọng trong cái việc mình dưỡng da cũng như là giúp cho làn da của mình được khỏe khoắn cũng như là tươi trẻ hơn. Và bên cạnh nữa thì mình cần phải là bỏ đi những bụi bẩn ở nhờ hoặc là tia nắng hoặc là ô nhiễm của môi trường làm ảnh hưởng cho làn da của mình nó bị xuống cấp. Để bảo vệ da được tốt hơn thì mình cần phải có những cái bước chăm sóc da nó hoàn thiện cho làn da của mình hơn. Và sáng nay Trang chia sẻ đến cho các bạn bộ sản phẩm đến từ nhà Silikin gồm 3 sản phẩm. Thứ nhất đó là sữa rửa mặt, thứ hai là serum, thứ ba đó là kem chống nắng. Thì mỗi sản phẩm mang mỗi công dụng khác nhau. Sau đây thì Trang sẽ hướng dẫn chi tiết từng sản phẩm cho các bạn. Lợi ích của việc sử dụng bộ sản phẩm của nhà Silikin và mang đến công dụng hiệu quả cho làn da của mình như thế nào và tiết kiệm được thời gian và giúp cho làn da các bạn khỏe khoắn hơn. Trang mời các bạn và các bạn nhớ xem hết cuối video này để Trang nha. Thứ nhất đó là sữa rửa mặt tạo bọt dịu nhẹ. Đây là sữa rửa mặt loại bỏ đi những tạp chất là bụi bẩn bẩy nhờ, giúp thông thấu được lỗ chân lông, thì lại ngăn ngừa được mụn cho mình và làm sạch sâu từ bên trong làn da. Và bên cạnh đó thì sữa rửa mặt lại giúp cho làn da các bạn luôn giữ được cái sự mềm mại sau khi mình rửa, cung cấp được ổn định cho làn da của mình. Cho nên đây là sữa rửa mặt các bạn không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da. Bước điện cho mình dùng những cái bước dưỡng về sau như là serum và kem nó sẽ dễ hấp thụ cho làn da mình hơn và giúp cho làn da mình được tươi tắn và khỏe mạnh. Cách đơn giản khi mà các bạn dùng sữa rửa mặt thì các bạn nên dùng ngày 2 lần sáng và tối, như vậy đều đặn thì da các bạn nó sẽ được sạch sâu từ bên trong làn da. Bên cạnh đó thì Trang cũng muốn chia sẻ cũng như gửi đến cho các bạn một sản phẩm đến từ nhà Silikin. Nó sẽ có 5 công dụng cũng như là 5 thành phần chính. Thứ nhất là glycerin, đây là một cái chất dưỡng ẩm da tuyệt vời luôn. Thứ hai là rauric acid, đây là sáp ong nuôi dưỡng giúp cho làn da các bạn luôn mềm mại và mịn màng. Thứ ba là nail suppression filtrate, đây là giúp nuôi dưỡng cho làn da mình được mềm mại và cấp dưỡng cho làn da mình. Thứ tư đó là sea water, là đây là tinh chất từ nước biển sâu giúp cho da mình được có độ ẩm tự nhiên này, với lại nó làm cho da mình được cấp ẩm dưỡng ẩm tốt cho làn da hơn. Thứ năm đó là tảo bẻ, giúp làm sáng và giảm viêm cho làn da khi mình sử dụng. Thì đó là 5 thành phần chính có trong sản phẩm của sữa rửa mặt của nhà Silikin Trang muốn chia sẻ đến cho các bạn. Ngoài ra thì có thêm những thành phần khác nữa chứ không riêng về 5 thành phần chính gì đâu ha. Thì công dụng cũng như là cách sử dụng Trang cũng chia sẻ cho các bạn về sữa rửa mặt của nhà Silikin. Các bạn có áp dụng hình Trang về cái những thì Trang hướng dẫn cho các bạn nha. Sản phẩm thứ hai đó là serum phục hồi da, hay còn gọi đó là serum recover V5 của nhà Silikin. Thì trong chương trình mình dưỡng da chăm sóc thì serum không thể thiếu được. Và đặc biệt nữa thì trong serum nó sẽ có được mang tính chất là phục hồi những làn da bị hư tổn nè. Đây là một cái dạng serum trước được hàm lượng dưỡng chất cao, giúp cho làn da các bạn được thẩm thấu nhanh nè, và nó giúp hồi phục da mình, giúp cho da được khỏe khoắn sâu từ bên trong da của mình hơn. Serum Recover V5 của nhà Silikin là sản phẩm lý tưởng giúp cho những bạn nào mà có da yếu nè, hoặc là da cần hồi phục sau quá trình giống như là lăn kim nè, mụn nè, hoặc là bắn laser nè, và da nhạy cảm nè, hoặc là da bị cháy nắng. Đó là những cái dạng da các bạn cần phải hồi phục. Và ngoài ra nữa thì đối với những bạn nào mà không có dùng những cái phương pháp công nghệ như vậy thì các bạn có thể dưỡng da, giúp da các bạn được tái tạo da hơn, phục hồi da hơn, nó làm cho da các bạn được sáng hơn, điều màu hơn cho làn da, và nó giúp cho làn da các bạn được khỏe khoắn sâu từ bên trong, căng bóng và mịn màng trên làn da của mình hơn. Serum Recover V5 này nó sẽ phù hợp với mọi loại da luôn, đối với những bạn nào mà da khô hoặc là da mụn, da dầu các bạn vẫn dùng được, nó sẽ hỗ trợ cho làn da các bạn khi mà các bạn dùng, giảm đi những cái lượng dầu đối với những bạn nào mà da dầu, còn những bạn nào mà da khô thì nó sẽ cung cấp cái độ ẩm cho làn da các bạn. Cho nên đây là một dạng serum rất phù hợp với mọi loại da luôn, nên các bạn cứ yên tâm mà dùng cái serum Recover V5 của nhà Silikin này. Sẵn đây thì Trang cũng chia sẻ 6 thành phần chính có trong serum Recover V5 của nhà Silikin này luôn. Ngoài ra nữa thì có rất nhiều công dụng nữa nha các bạn, chứ không riêng về 6 thành phần này đâu. Và thành phần thứ nhất đó là pantanol, hay còn gọi là vitamin B5, nó sẽ giúp cho da các bạn cũng như là được giữ ẩm nè, phục hồi da nè, và tái tạo cho làn da của mình nè, giúp cho da các bạn được giữ ẩm tốt hơn, với lại giúp cho hàng rào bảo vệ da của các bạn được khỏe khoắn hơn. Thành phần thứ hai đó là niacinamide, hay còn gọi đó là B3, nó sẽ giúp cho da các bạn được cải thiện hơn, cải thiện cái tông màu da được sáng hơn cho làn da của mình nè, giúp kiểm soát lượng dầu nè, và tăng sự đàn hồi cho làn da. Thành phần thứ ba đó là chiết xuất từ rễ nhân sâm, đây là một cái thành phần rất là tốt trong cái việc chăm sóc dưỡng da luôn, nó sẽ giúp cho da các bạn giống như là chống được oxy hóa nè, làm cho da các bạn được trẻ hóa nè, kích thích những cái tuần hoàn máu trên da khi mà mình dùng cái sản phẩm có chứa thêm cái chiết xuất rễ nhân sâm này nữa đó. Thành phần thứ tư đó là alpha lutein, nó sẽ có công dụng như là giúp kiềm hãm cũng như là giảm đi những cái sắc tố melanin trồi lên trên bề mặt da của mình.
nó giúp cho da mình được mờ đi những cái vết thâm nám đó và nó làm cho sáng làn da của mình. Thành phần thứ năm là lên men từ mật ong sẽ giúp cho da các bạn được mềm da nè, cung cấp những cái dưỡng chất cho da mình được tốt hơn. Thành phần thứ sáu là hyaluronic acid, đây là cung cấp độ dưỡng ẩm cho làn da, giúp cho làn da các bạn ngậm nước được khỏe khoắn cho làn da của mình hơn. Thì đó là sáu thành phần chính có trong serum cover B5 của nhà Cinekin mang đến cho làn da các bạn tuyệt vời như vậy. Ngoài ra thì có thêm những cái công dụng khác nữa chứ không riêng sáu thành phần này. Đây là một cái serum các bạn chỉ cần đơn giản dùng mỗi tối hoặc là các bạn có thể là dùng ngày hai lần vẫn được. Và đặc biệt khi mà các bạn dùng cái serum này á, nó sẽ không có tạo sự bết dính cũng như không gây mí da, cũng làm không cắt nghẽn lỗ chân lông. Rất là dễ chịu khi mà các bạn dùng qua sản phẩm serum Recover B5 này. Nó có mùi hương cũng nhẹ nhàng, nó tạo cho cảm giác cũng như là thư giãn hơn khi mà các bạn dùng sau mỗi đêm như vậy. Còn ban ngày có thể là các bạn lót trước khi các bạn thoa kem chống nắng để giúp cho làn da các bạn luôn phục hồi cũng như có độ dưỡng ẩm cho làn da của mình hơn. Thì đó là công dụng cũng như là các hướng dẫn sử dụng mà Trang muốn gửi đến cho các bạn. Sản phẩm thứ ba đó là kem chống nắng nâng tông tự nhiên Natura Sunscreen của nhà Cinekin 3-in-1. Cái việc mà kem chống nắng không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da nhất luôn đó các bạn. Vì đây là một sản phẩm nó giúp cho da các bạn bảo vệ cũng như là chống đi những cái ánh nắng cũng như là tia UV gây lão hóa da sớm này, hoặc là làm cho da các bạn hình thành lên những nếp nhăn nè. Cho nên đây là kem chống nắng các bạn không thể thiếu, dù cho bất kỳ trời nắng hoặc là trời mưa đi chăng nữa, hoặc là trời không nắng đi chăng nữa thì các bạn vẫn phải luôn dùng kem chống nắng nếu mà các bạn không muốn làn da các bạn mau bị lão hóa. Kem chống nắng Natura Sunscreen của nhà Cinekin 3-in-1. Khi mà các bạn dùng trên làn da của mình, nó sẽ rất là nhẹ trên làn da, nó không làm da các bạn bị bết dính và cũng như nó không bí lỗ chân lông nè, nó được thông thoáng nào, và bên cạnh thì nó lại nâng tông cho làn da các bạn tự nhiên và tiệm làn da của mình hơn, nó không để lại vân kem khi mình thoa kem chống nắng lên làn da của mình. Và kem chống nắng của nhà Cinekin thì đối với những bạn nào mà da dầu hoặc là da mụn thì vẫn dùng được luôn nha các bạn, hoặc là da nhạy cảm đều dùng được hết, vì đây là dạng kem chống nắng vật lý lai hóa học cho nên là phù hợp với mọi loại da luôn. Cho nên các bạn đừng là da mình dầu hoặc là mụn không thể dùng kem chống nắng là không phải, mình phải dùng để bảo vệ làn da của mình thì tia UV không thể tha bất cứ làn da nào cả, và nó sẽ giúp cho da các bạn được bảo vệ tốt nhất cũng như là nó không bị lão hóa cũng như là nó không hình thành lên những cái nám hay tàn nhang trên làn da của mình. Đó là công dụng tuyệt vời của kem chống nắng mang tới. Nếu mà các bạn có công việc ra ngoài hoặc đi làm đi học gì đó thì các bạn nên dùng mỗi ngày vào buổi sáng dùng trang thì nó sẽ mang được cái hiệu quả cho làn da của mình hơn. Và đơn giản lắm, các bạn chỉ cần buổi sáng các bạn chỉ cần chấm vài điểm kem vừa đủ trên làn da của mình chứ đừng có quá nhiều, hoặc là quá ít thì nó không bao phủ được bề mặt da. Còn các bạn lấy một lượng nhiều quá thì nó cũng làm cho dư gan, làm cho da các bạn hơi khó chịu hoặc là bị dày hoặc này kia nọ, cho nên các bạn lấy vừa đủ thì nó sẽ tốt nhất. Thì đây là một cái dạng kem chống nắng các bạn đơn giản thoa nhẹ nhàng trước khi ra ngoài 15-20 phút, và khi mà các bạn hoạt động ngoài trời nhiều thì sau đó các bạn nên cần khoảng tầm 2-3 giờ thì các bạn nên thoa lại lại thêm một lần nữa thì để bảo vệ làn da các bạn được tốt nhất hơn. Thì trong kem chống nắng thường hầu như là thấy có những cái sản phẩm nó sẽ làm cho da các bạn dễ bị khô. Riêng đối với kem chống nắng của nhà Cinekin sẽ giúp cho da các bạn được tăng cái độ ẩm cho làn da nè, và nó làm cho da các bạn được mềm mại và mịn màng hơn sau mỗi lần các bạn sử dụng kem chống nắng. Sau một ngày về đó mình rửa mặt đi, cái da các bạn vẫn mềm mại và mịn màng hơn, nó không làm cho da các bạn bị khô. Cho nên là một cái dạng kem chống nắng mà hầu như các loại da phù hợp với mọi loại da để dùng luôn, và những cái em mà sinh viên đi học này kia nọ vẫn dùng được cái dạng kem chống nắng này. Với bộ chăm sóc da mặt nhà Cinekin mang lại giải pháp toàn diện cho làn da của mình hơn, với ba công dụng sạch sâu nè, phục hồi nè và bảo vệ được da mình tốt nhất. Thì đây là bộ sản phẩm của nhà Cinekin giúp cho da các bạn rạng ngời, mịn màng, căng bóng, dưỡng ẩm cho làn da với thành phần tự nhiên và công nghệ tiên tiến của nhà Cinekin mang tới. Sản phẩm sẽ giúp cho làn da các bạn được tự tin hơn và khỏe khoắn hơn mỗi ngày, và giúp cho các bạn mỗi ngày được kiểm da được tốt nhất, với lại dễ thao tác trên làn da của mình. Dưới phần mô tả Trang có để những cái thông tin của sản phẩm, các bạn nếu có thắc mắc gì hơn thì các bạn cứ nhắc vào đó để các bạn xem kỹ hơn. Video của Trang xin dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem qua sản phẩm của nhà Cinekin với bộ 3 sản phẩm chăm sóc da nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.